À, tiếp theo câu chuyện đó là của chị Hằng. Chị kinh doanh cái lĩnh vực là các cái thiết bị phục vụ cho hàng hải ở Việt Nam, nói chung là lĩnh vực này vô cùng hiếm. Và bây giờ là cái câu chuyện của bạn Hằng. Xin chào anh Lân, xin chào thầy, xin chào các bạn khán giả. Mình là Hằng ở công ty dịch vụ hàng hải Tân Hoàng Đức. Thì mình ra khởi nghiệp kinh doanh là từ bé lận. Ngày xưa thì ở vùng đồng bằng Nam Bộ mình á, là sông Ngòi nó chằng chịt lắm. Thì nó ra từ cái cơ sở nhỏ thì bán cho những cái xuồng ghe ở dưới sông á. Tại hồi xưa là giao thông là chủ yếu là đường sông chứ đường bộ là nó cũng hạn chế. Do đó mà cái từ một cái cơ sở nhỏ cái ba mẹ mình phát triển lên thành một cái cơ sở lớn rồi hả, từ từ làm ăn phát đạt á, cái mình sinh ra ngẫu nhiên cái mình cũng trở thành một cái người cũng là biết tập tành mua bán. Thì sau đó mình lớn lên thì ba mẹ cũng chiều mình, cũng cho mình muốn làm gì thì cứ làm, nhưng ba có nói một câu là con hãy nhìn ba, nếu con thấy ba đúng thì con hãy làm theo ba đó, không có gì bằng kinh doanh hết á, con thấy ba làm kinh doanh là ba thành công rồi, ba giúp đỡ rất là nhiều người, thì bây giờ hả ba không làm sai thì con cứ bước theo con đường của ba, để mà con có thể giúp đỡ được người này người kia đó. Giống như ba, đúng là hồi xưa là ba đi xin việc làm rất là khó, nhỏ con vừa lùn nữa mà đi xin vô trong cái cảng Sài Gòn á để bốc vác á, người ta không cho mà ba phải chồm hổm ngồi xích lên cao nè để người ta chọn ba, nhưng mà khi tới người ta chọn ba rồi á, người ta thấy ba lùn quá người ta đuổi ba ra, con thấy không, không có kiến thức không có gì hết á, mà hả mình vô tình đó là một cái duyên mình đã làm chủ mà lại là mình lại phát triển. Do đó thì con cứ ráng theo cái nghiệp của ba mà con đi tới. Nói khó chứ nó cũng không khó. Nói dễ thì cũng không dễ. Bây giờ thì có làm sao làm vậy. Rồi hả lớn lên con học thêm. Đó, thí dụ như mà công ty nó phát triển rồi đó. Thì con học thêm với những người mà dạy kinh doanh đó. Để làm thêm cái mảng lớn. Vậy thôi. Thì từ một cơ sở nhỏ thì mình đã lên công ty. Và nay là mình đã phát triển thành hai công ty. Thì mình thấy cái con đường kinh doanh á, khởi nghiệp bằng con đường kinh doanh là con đường đúng đắn. Con đường đó có thể giúp đỡ được nhiều người. Thì mình chọn con đường đó. Và đó là cái quyết định của mình, nó là như vậy. Các bạn cho chị Hằng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Cái câu chuyện của bạn Hằng từ cái truyền cảm hứng của người bố, thực sự là mà một người bố mà truyền cho con kinh doanh ở Việt Nam là vô cùng hiếm. Gia đình mình không được như vậy. Bố mẹ mình thì cứ kêu là ra đi học, ra trường, rồi kiếm việc làm đi. Thậm chí là thấy mình ra kinh doanh còn cản. Những ngày đầu mình ra kinh doanh là mình giấu, mình không có dám nói với ba mẹ biết, chứ nếu mà nói ba mẹ biết chắc bây giờ mình không được kênh doanh. Và vừa rồi cái câu chuyện của bạn Hằng rất là hay. Bây giờ chúng ta cần một cái câu chuyện của một bạn có quê gốc gác ở Sài Gòn. Bạn sinh ra lớn lên tại Sài Gòn và chọn ngành xây dựng để ra khởi nghiệp riêng. Đó là bạn doanh nhân kiến trúc sư Ngô Hải Long. Chúng ta đón nghe câu chuyện của bạn Ngô Hải Long. Cảm ơn thầy Duy và cảm ơn anh Lân. Xin chào quý khán giả. Thì mình là Ngô Hải Long, mình là hiện tại đang là giám đốc công ty xây dựng và xây dựng mô hình. Thì cái lộ trình khởi nghiệp của mình nó tương đối rất là khá bằng phẳng, tại vì mình tốt nghiệp ngành kiến trúc của Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Thì sau đó một thời gian mình đi làm cũng rất là nhiều công ty, trải qua khoảng trong vòng khoảng 5-6 năm mà mình làm tới khoảng cũng 5-6 công ty ở rất là nhiều lĩnh vực trong các mảng xây dựng, từ dự án, mảng dân dụng, những công trình nhà xưởng cao tầng. Thì cái kiến thức của mình về cái mảng xây dựng của mình sau thời gian đó nó rất là tốt. Thì cái động lực mà để mình ra khởi nghiệp kinh doanh á, thì mình nhận thấy rằng đó là cho dù mình làm cái tới vị trí tốt nào đi nữa thì cái mức thu nhập của mình nó cũng không có thể nào đột biến được. Và về tương lai thì do là mình phải chắc chắn là mình trụ cột trong gia đình nhỏ của mình, thì mình quyết định là ra thành lập doanh nghiệp để mà mở công ty cũng chuyên về xây dựng, đúng với cái ngành nghề mà mình đang học. Thì nó có cái cột mốc để mà mình ra khởi nghiệp. Thì trong buổi chiều thì mình lại do cái khao khát ra ra kinh doanh riêng của mình á, thì mình cứ tìm tòi trên internet, mình tham khảo đầu này đầu kia,
Thì tới buổi đó mình thấy được thông tin của bên trường đào tạo của Bichinin, thì mình lướt qua về cái nội dung thì mình thấy nó rất là phù hợp với cái khao khát của mình. Rất những cái trình tự trình bày rất là logic, rất là khoa học, và mình thấy một cánh cửa mở ra, và mình đã ngay lập tức mình đăng ký tham gia khóa học. Và khi mình đã học buổi đầu tiên và mình thấy nó quá hay, và mình đăng ký tất cả các khóa học của bên Bichinin. Và nó đúng như là mình dự kiến, nó tạo ra một cái thay đổi rất là lớn đối với công ty của mình. Và hiện tại thì nó công việc kinh doanh của mình nó cũng khá tốt. Mình đang sở hữu khoảng 9 đội thi công, và thi công một năm dự kiến khoảng 20 mấy tới 30 công trình. Và cái số lượng này nó liên tục tăng lên. Nó liên tục tăng lên theo đúng cái đường lối mà mình đã vạch ra. Và mình hiện tại thì nó với con số nó chưa phải là tốt lắm, và mình cũng đang trong quá trình là mình phải cải thiện từng bước. Thì trong quá trình mình làm á, thì mình rất là khát khao mang những cái giá trị vào cho cái lĩnh vực của mình. Mình chuyên về mảng nhà ở dân dụng, thì chỉ tập trung vào mảng nhà ở thôi. Đối với khi mình đi tham khảo ở Nga thì mình thấy những cái mảng nhà ở dân dụng mình không phát triển, mà ở Việt Nam thì cái mảng này rất là lớn, cái nhu cầu về nhà ở rất là cao, và cái người ta lại không có đầu tư vào chất lượng. Thì mình cũng có cơ hội tới Nga thì mình cũng biết là cái nền kiến trúc của Nga rất là tốt, và mình tận dụng cái này để mình tham khảo, và mình về mình làm cho cái công trình mình nó được tốt hơn và mang được nhiều giá trị cho người sử dụng hơn. Xin cảm ơn. Chúng ta vừa mới nghe được rất nhiều câu chuyện khởi nghiệp đầy sống động, và hy vọng là đã tạo ra rất là nhiều hứng khởi cho những người trẻ mong muốn đi vào con đường kinh doanh. Dường như là những câu chuyện này, có nhiều câu chuyện trong đó đã khởi đi, có sự gợi hứng, sự giúp đỡ từ trung tâm đào tạo B-Training. Do vậy, có lẽ sẽ là một thiếu sót lớn nếu chúng ta không nghe câu chuyện khởi nghiệp của chính người thầy của nhiều người trong số này. Xin mời anh Nguyễn Thái Duy. Dạ, cảm ơn anh Lân rất là nhiều. Mình kể cái câu chuyện khởi nghiệp của mình. Thì cách đây 20 năm, từ một người không tiền, không kiến thức, không kinh nghiệm, không có bà con, không có ai quen ở đất Sài Gòn hết, mà là một người dân tinh lẻ ở một cái nông thôn miền núi của tỉnh Khánh Hòa, và bước chân vào đất Sài Gòn. Với cái khao khát của một người tỉnh lẻ là để thành công tại đất Sài Gòn, thì bằng cách nào? Thì thực sự thì là một người anh trong gia đình còn 5 đứa em nữa vào Sài Gòn phải đi học, nên mình phải tự lo để kiếm sống, để kiếm tiền đi học. Và chính những cái lúc mà kiếm tiền đó, nó giúp cho mình biết rằng cái công việc kinh doanh nó sẽ giúp cho mình có tiền. Tuy nhiên khi tốt nghiệp đại học ra trường thì mình lại vẫn theo cái mô men cũ, vẫn bị áp lực gia đình là xin vào một cái công ty nước ngoài để làm. Nhưng khi mình làm cho công ty nước ngoài một năm thì mình mới phát hiện ra là cái tiền lương nó hoàn toàn không có đủ cho cái việc mình lo cho chính cuộc sống mình và lo cho những đứa em đi học nữa. Ở miền Trung là vậy, cứ người lớn đi lo cho người nhỏ vậy. Và mình bắt đầu từ việc là đi bán nước mắm. Thực sự là không có tiền, lấy nước mắm từ quê vào bán. Và đi từng nhà vậy để đi bán từng giá nước mắm. Những ngày đầu các bạn biết, mang tiếng là học đại học làm công ty nước ngoài, mà thực sự mình đâu có biết bán nước mắm như thế nào đâu. Cứ đi chào, có người thì họ mua, có người thì họ không mua, có người thì họ chê nước mắm mình dở. Họ nói dân Sài Gòn hồi đó họ ăn nước mắm Phú Quốc nhiều lắm, cứ họ cứ lấy nước mắm Phú Quốc ra họ chê nước mắm Cam Ranh của mình dở, thì mình ăn mình cãi lộn với họ. Mà các bạn biết, đi bán hàng không lo bán hàng, đi lo cãi lộn. Tuy nhiên sau đó mình mới phát hiện ra một điều là mình tệ quá, bán hàng mà không lo bán hàng đi cãi lộn là không được. Thì lúc đó mình mới khi mà khách hàng cứ nói cái chê gì thì mình ngồi mình cười. Nhưng mà mình phát hiện ra những lúc mình cười lại thì tự nhiên khách hàng mua. Nhiều lúc mình về nhà mình nghĩ khách hàng kỳ lạ, lúc mời thì không mua thì chê, nhưng mà lúc ngồi cười thì lại mua. Lúc đó mình mới hiểu rằng hóa ra là mình cần phải lắng nghe khách hàng. Cái kỹ năng lắng nghe khách hàng, tự nhiên mình nghe họ kể, họ tâm sự, cái tự nhiên họ thương, họ mua. Tuy nhiên một ngày nào đó có những người mình cũng cười hoài, họ không có mua. Vậy cái vấn đề nó nằm ở đâu? Và mình mới về, mình mới phân tích ra là mình mới phát hiện ra là những người mà biết bán hàng giỏi á, họ rất giỏi kỹ năng thuyết phục khách hàng. Vậy thuyết phục khách hàng từ đâu?
từ một người ăn nước mắm Phú Quốc chơi nước mắm Cam Ranh của mình, mà họ ăn nước mắm Cam Ranh chưa mà họ chơi nha? Chưa vậy thì họ biết gì họ chơi? Như bản thân mình thì lúc xưa mình cứ cãi lại nó như vậy đó, mình đã dùng nước mắm Phú Quốc chưa? À vậy lúc đó bắt đầu mình mới lao ra, mình mới tìm hiểu về nước mắm Phú Quốc. Và khi mình rất am hiểu về nước mắm Phú Quốc rồi thì một ngày nào đó mình ra mình gặp một cái ông khách hàng, và tự nhiên ông cũng nói là nước mắm Phú Quốc rất là ngon, ta không thích nước mắm Cam Ranh của mình. Thì tự nhiên trong miệng của mình bộc ra một cái là mình kêu đúng rồi, nước mắm Phú Quốc anh nó rất là ngon. Cái ông mới hỏi lại, ông kêu ủa nó ngon cái gì mày nói đi. Thì mình mới ngồi mình kể năm rắp những cái gì mình biết về nước mắm Phú Quốc. Thì mình sau khi mình kể xong á thì ông mới nói, ông kêu tao chưa thấy cái thằng bán nước mắm nào kỳ lạ như mày. Mày bán nước mắm Cam Ranh mà không lo giới thiệu nước mắm Cam Ranh mà mày lo đi nói chuyện nước mắm Phú Quốc. Thì mình mới nói, mình kêu tại vì nước mắm Phú Quốc nó của anh nó ngon. Thì ông mới nói là nó ngon, tại sao mày không lo đi bán nước mắm Phú Quốc đi, mày lại đi bán nước mắm Cam Ranh, mày lại đi khen thằng kia ngon. Cái mình mới bật miệng ra nói, tại vì nước mắm Cam Ranh nó cũng ngon mà nó ngon cái kiểu khác. À khi ông mới chân hững lên nói, ông kêu nó ngon gì mày kể đi. Và bắt đầu mình mới kể cái cách nước mắm Cam Ranh nó ngon như thế nào. Thì bắt đầu ông mới cảm giác thú vị quá, và thế là ông mua. Và lần đầu tiên trong cuộc đời mình phát hiện ra được bí quyết bán hàng. À mình mới hiểu như thế nào là bán hàng. Và các bạn biết những ngày sau đó 80% những người khách hàng mình gặp là mình bán được. Và mình hiểu cái chìa khóa kinh doanh nó nằm ở đâu. Và sau đó cũng chính cái việc kinh doanh nước mắm đó nó giúp cho mình có tiền có vốn, rồi mình ra mình mở một cái doanh nghiệp gỗ. Lúc đầu thì mình rất là đơn giản thôi, mình lấy cái cảm hứng từ việc mình làm cái công ty nước ngoài, mình nhập cái đơn hàng gỗ về, có đơn hàng gỗ rồi mình bán cho công ty khác, rồi mình lấy tiền, rồi sau đó bắt đầu mình ra mình mở rộng cái xưởng gỗ. Tuy nhiên khi cái xưởng gỗ nó rộng lớn thì mình lại thất bại. Năm 25-26 tuổi là mình thất bại nặng nề, mình mất sạch tiền luôn. Lúc đó mình có nhà có cửa mà lại bán hết. Và khi thất bại xong á, mình mới ngồi mình đúc lại cái điều gì mà từ một người không có tiền lại làm có tiền, mà khi có tiền rồi mà lại thất bại. Thì mình mới phát hiện ra rằng cái sai lầm của mình đó là mình đi lao vào cái doanh nghiệp sản xuất, trong khi điều kiện để một cái doanh nghiệp sản xuất á, nó đòi hỏi những cái điều kiện khác. Mình mới phát hiện ra cái lý do mình thất bại đó, và bắt đầu mình bắt đầu lại với cái việc là lúc đó thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2006 các bạn biết là nó rất là phát triển, và mình vào đó và thị trường chứng khoán, thế là mình kiếm lại được tiền trong thời gian rất nhanh. Và khi mình kiếm lại được tiền rồi thì bắt đầu mình mới giúp về cho gia đình và một số người khác. Thì anh em ở ngoài quê nó họ vào họ cứ hỏi mình, họ nói làm sao vào Sài Gòn để thành công kinh doanh được như anh. Thì mình cũng khuyên các em, nói kêu các em ra kinh doanh đi, đừng có đi làm công. Hồi đó anh bỏ công việc đi làm công, anh ra kinh doanh á, thì mấy đứa em nó nói em đâu có tiền đâu, em đâu có vốn đâu, em đâu có kinh nghiệm đâu. Thì mình cũng không biết trả lời sao, mình nói thì cứ ra kinh doanh đi. Nhưng mà thực sự là mình cũng không trả lời được cái câu đó, cho tới khi mà mình cảm ơn các em nó cứ hỏi mình, và mình nói như vậy và nó lặp đi lặp lại đến mấy chục lần như vậy á, thì các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Hôm đó tự nhiên mình nghĩ các em rõ ràng là nó nói đúng. Hồi kia mình cũng đâu có tiền có vốn đâu mà tại sao mình ra mình kinh doanh được Và bắt đầu mình mới về, mình mới tổng kết lại 20 năm qua mình làm được cái gì, mà đi bằng cái cách nào, mà tại sao từ một người không có cái gì ở đất Sài Gòn này mà lại làm được. Và trong quá trình mình về mình tổng kết lại thì mình mới phát hiện hóa ra nó có một cái cách đi của một người hoàn toàn những cái con số không tròn trịnh ở đất Sài Gòn gòn này. Và cái điều này nó làm cho mình nó có cảm hứng mình kêu không khéo đây là một cái bế quyết. Và thế là mình đem cái điều này bắt đầu mình chia sẻ mấy đứa bạn của mình, bởi vì mình có 17 đứa bạn vào Sài Gòn này cùng đậu đại học vào Sài Gòn này, nhưng mà hiện giờ cho tới giờ này 40 tuổi đời tụi nó vẫn không thành công, nó vẫn không đạt những gì tụi nó mong muốn. Có những đứa nó còn đang đi ở nhà thuê tại đất Sài Gòn gòn này. Thì mình đem cái niềm cảm hứng đó mình đi chia sẻ cho tụi nó. Và thế là trong đó có một cái người bạn của mình là mình, một hôm mình chia sẻ thì có một bạn mình họ ở Huế, họ vào Sài Gòn này họ rất là thành công. Họ nghe mình chia sẻ thì họ mới nói bằng họ mới nói với mình là bạn nên chia sẻ cái bí quyết kinh doanh của bạn đi, bạn mở lớp đi, cái cách chia sẻ cái bí quyết của bạn nó hay lắm. Thì mình là người nói cà lắm, mình chưa bao giờ mình nghĩ trong đầu mình là mình đi chia sẻ mình nào đào tạo ấy. Nhưng mà bạn đó mình mới nói là không, tao không có kinh nghiệm sư phạm, không có một cái bí quyết gì về đào tạo đó. Nó nói không cần kinh nghiệm, không cần gì đó, cái cách của mày chia sẻ nó rất là hay, nó truyền cảm hứng cho rất là nhiều người. Tao ngồi ở dưới mà tao sôi sục lên chứ, mày ra mày làm đi. Và tự nhiên rất cảm ơn cái người bạn đó, bạn bắt mình phải ra làm đào tạo thôi.
Và thế là hôm đó bắt đầu mình mới thử, thì mình tập hợp bạn bè lại, mình thử thử, thì rõ ràng là cái cách mình chia sẻ nó làm cho mọi người rất là cảm ứng, và họ thấy rằng phải ra kinh doanh là theo cái con đường chúng ta đi từng bước, phải vậy đó, không phải là chúng ta phải có tiền nhiều chúng ta mới ra kinh doanh được đâu. Và bắt đầu từ đó, năm 2009 bắt đầu cái cơ duyên mình mở Bitrinin ra đời. Và cho đến nay thì đã 6 năm rồi. Và mình đặt là vườn ươm doanh nhân Bitrinin. Có lẽ là cho tới giờ này mình thấy là có lẽ là duy nhất cho tới Việt Nam thời điểm này, là nơi chuyên đào tạo giúp các bạn ra làm chủ. Bạn không cần phải có tiền, bạn không cần phải là dân tốt nghiệp đại học, bạn không cần phải là giỏi giang thông minh đâu. Mà bạn chỉ cần có một cái yếu tố duy nhất, đó là bạn khát khao đam mê sở hữu doanh nghiệp riêng cho riêng mình. Chính cái đó khi các bạn đến mình thì mình sẽ giúp cho các bạn đó. Bởi vì để thành công trong cuộc sống, mình phát hiện ra biết rằng bạn phải có, thứ nhất bạn phải có cho mình một người thầy. Cái người thầy họ đi trước, họ hướng dẫn bạn đi nhanh lắm. Cái thứ hai là bạn cần có cho mình những người bạn. Những người bạn đam mê kinh doanh giống bạn, và bạn cần có cho mình những cái đối thủ. Tức là bạn phải sở hữu ba cái yếu tố đó. Và nơi mình đã giúp cho bạn có hai yếu tố rồi. Tức là người thầy, mình sẽ là người đi trước với kinh nghiệm 20 năm của mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước đi như thế nào. Hay là mình đang tạo cho bạn có một cái cộng đồng. Những anh em kinh doanh, bạn cứ theo cái cộng đồng đó, các bạn sẽ được truyền lửa, truyền cảm hứng. Mình hay gọi vui là chúng ta cần phải có, chơi cái gì muốn vui chúng ta phải có bè lũ, chúng ta phải có đồng bạn. Các bạn chơi gì, các bạn chơi một mình làm sao các bạn chơi được. Và rất vui là 6 năm qua đã tạo ra một thế hệ doanh nhân trẻ. Mình rất là cảm ơn những bạn, chính các bạn doanh nhân trẻ đã giúp cho mình có được cái công việc ngày hôm nay. Không có các bạn sẽ không có mình, và không có các bạn cũng sẽ không có B-Training. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn những cái chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Thái Duy, cũng như anh vừa mới nói là một trong những cái khó khăn của các bạn ra khởi nghiệp là cái vấn đề tiền vốn cũng như là vấn đề kinh nghiệm. Ngoài ra có lẽ còn rất nhiều những khó khăn khác đối với những người khởi nghiệp trẻ. Câu hỏi kế tiếp là muốn hỏi các bạn là khi mà gặp những cái khó khăn như vậy đó, thì cái cách giải quyết, cái nguyên tắc giải quyết, cái phương pháp giải quyết của mỗi người là như thế nào? Khi mà kinh doanh á, thì cái yếu tố mà chắc chắn mọi người đều phải trải qua đều là hầu như là đều phải gặp khó khăn, và những khó khăn rất là lớn. Cái yếu tố mà để mà mọi người thành công trong kinh doanh á, tức là mình phải có cái lòng can đảm đối mặt với cái sự việc đó, và mình sẽ giải quyết như thế nào. Nếu mình sở hữu được ba yếu tố như thầy Di vừa nói á, thì mình sẽ được nhẹ một phần. Ví dụ như mình có được người thầy, khi mình gặp khó khăn á, mình tới gặp thầy, mình nói chuyện, tự nhiên mình thấy người mình nó nhẹ nhõm, mình thấy được cái hướng đi. Mình gặp được những người bạn của mình, mình gặp được những người bạn chia sẻ, thì mình lại có động lực, mình có động lực để mình đi tiếp. Và mình có một đối thủ, cái đối thủ đó rất là quan trọng, đối thủ nó kích lửa cho mình rất là nhiều. Tức là mình luôn khi có đối thủ á, mình phải luôn ý thức được là mình không thể thể thua kém đối thủ được, rồi mình sẽ phải suy nghĩ cái này cái nọ để giải quyết vấn đề này. Và cái yếu tố còn lại á, là yếu tố bản thân của mọi người, tức là mình phải sở hữu được cái tính có gọi là cái chỉ số vượt khó mình phải cao. Tại vì thật ra nó mọi việc nó tất cả đều có cái hướng giải quyết của nó hết, và nó không có gì nó gọi là bế tắc hết. Là mình chỉ cần bình tĩnh lại, mình lui lại chút xíu và mình nhìn tổng quát ra, thì mình chắc chắn mình sẽ tìm được cái hướng giải quyết tốt cho công việc của mình thôi. Thì đó là cái kinh nghiệm vượt qua khó của em. Kinh doanh thế nào mình cũng gặp khó khăn, nhưng mà cái khó khăn lớn nhất của mình là không tìm ra được cái khó khăn. Nếu như cái gì mà mình nghĩ là nó khó khăn á, là mình sẽ có cách giải quyết. Lúc nào mình cũng phải đặt ra cái trường hợp á, ở trường hợp này nó như thế nào, nó đi đang đi bình thường, mình phải luôn luôn đặt ra một cái vấn đề, gặp một cái trở ngại đó thì phải giải quyết làm sao. Lúc nào mình cũng nghĩ trước những khó khăn đó, thì khi mình đụng nó thì mình thấy nó dễ dàng lắm. Và có một cái bí quyết để giải quyết bất cứ chuyện khó khăn nào, cũng như là nói chung chiến tranh ta còn giải quyết được mà, chuyện gì cũng có thể giải quyết được hết á, thì gói gọn trong hai từ thôi. Hai từ đó là rất là đáng giá, là mình cũng học từ thầy. Hai từ đó là hai từ cụ thể. Cái chuyện gì cũng vậy á, nếu mà mình phân loại ra, mình thấy gặp khó khăn phải không, mình nói cụ thể nó là cái gì, 20 vấn đề phải không. Thí dụ như 20 vấn đề mà mình nói
mình tìm không đủ ra 20 vấn đề, cuối cùng nó thụt lại còn có 15 vấn đề. Rồi trong 15 vấn đề đó đó, nó có tới hay không? Thì nhiều khi mình điểm danh lại nó chỉ còn có 5 vấn đề thôi. Thì mình gói gọn nó từ 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 từ, phải tìm ra đó là hai từ cụ thể là nó sẽ giải quyết được tất cả mọi khó khăn trong lúc kinh doanh của mình. Đó là hai cái từ đó là nằm lòng luôn. Đó là tâm kinh luôn, giống như là tài chính tâm kinh của mình luôn. Cụ thể là sẽ giải quyết được tất cả. Xin cảm ơn. Mới ra khởi nghiệp thì rất là nhiều khó khăn. Khó khăn là không có vốn, không có kinh nghiệm kinh doanh, không có thương hiệu, không có nhà máy. Thì cái khó khăn của em muốn đề cập đây là giai đoạn khởi nghiệp của em là thiếu vốn. Thì để giải quyết cái khó khăn đó thì em vô tình em gặp được thầy Nguyễn Thế Duy chỉ cho em một cái bài marketing online. Tức là em lúc ban đầu em chỉ làm một mình em. Em bỏ những công sức thời gian để em chia sẻ những cái kiến thức của em trên internet, và khách hàng tìm tới em từ những cái bài chia sẻ đó. Thì khi mà em đạt được tiếp cận được khách hàng qua internet và em bán được hàng, lúc đó em có tiền, có vốn, bắt đầu em đầu tư dần dần. Thì cái bài Internet Marketing nó rất là phù hợp cho công việc của em ban đầu mới khởi nghiệp. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện thì mình đúc kết như vậy, là trên đường đi đến thành công thì trải qua rất là nhiều thất bại. Và các bạn lưu ý là đừng bao giờ sợ thất bại, bởi vì chính vì những lần thất bại đó bạn rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm. Và cũng đừng bao giờ xấu hổ hay tự ti về bản thân mình, bởi vì ở bên cạnh mình còn rất nhiều người thầy, người bạn. Và mình chỉ cần tĩnh tâm, trầm lắng lại và mình sẽ gỡ từng mắt xích một, không được làm rối lên. Đối với mình là như vậy. Và bạn có thể là tìm hiểu qua những cái lớp học, rất rất là nhiều lớp học. Ví dụ như bạn nhiều tiền thì bạn học những cái lớp cao cấp hơn, còn không thì từ những cái lớp thấp thì bạn sẽ gặp rất nhiều những anh chị đi trước đã trải qua rất rất là nhiều biến cố và họ sẽ chỉ cho bạn. Và bạn, tốt nhất là có những đối thủ, mình sẽ nhìn cách đi của họ và mình nhìn lại được cái phương pháp của mình, tại sao mình thất bại, và từ đó mình rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Và các bạn luôn đây là đừng bao giờ sợ thất bại, nên cứ chọn một cái ngành nghề mình quyết tâm với nó thì chắc chắn mình sẽ thắng. Sau khi mình kinh doanh khoảng 3 năm thì mình có một cái rút ra rất là giá trị như thế này. Năm đầu tiên khi mình kinh doanh mình chỉ nghĩ đến lợi nhuận. Và chuyện gì đã xảy ra sau một năm sau đó? Đã có những đối thủ rất là lớn từ phía Nhật Bản họ đến để đầu tư tại Việt Nam cái ngành của mình, và họ đã mua hết tất cả nhân viên của mình với một cái mức lương khá cao cũng như là cái chức vụ cho các cô bé đó. Tại thời điểm đó thì mình thực sự là chỉ muốn đóng cửa cái chuỗi quán bar của mình lại và đi làm thuê, cũng như cái câu tuyên bố vừa nãy, mình không thành công thì mình sẽ quay trở lại cái việc đi làm thuê. Thì vì cái quyết định mãnh liệt đó, mình quyết định dẹp quán đó, nên mình đã gom tiền để đi qua Philippines làm từ thiện. Và khi mình đi qua Philippines là mình làm từ thiện, thì mình đã nhận ra một cái vô cùng giá trị. Cái mà mình có thể là một đồng mà mình không cần đến, đó là đôi dép là của một đứa bé 1-2 tuổi thôi, thì đó là tài sản của một ai đó trên thế giới. Và khi mình về lại Việt Nam thì mình đã hiểu rằng kinh doanh không phải là tiền, không phải là lợi nhuận nữa. Và mình quyết định là mình khởi nghiệp một lần nữa, mình quay lại cái công việc cũ của mình một lần nữa với một cái quyết tâm khác, đó là cái quyết tâm cho đi, và cho đi để được nhận được nhiều hơn. Đó là cái triết lý mà thầy Nguyễn Thế Duy đã dạy cho mình trong cái khóa học mình tham gia. Và khi mình về lại Việt Nam thì mình đã đưa ra một cái, mình đã rất là tận tâm, và mình đưa ra một cái chiến lược để tạo ra giá trị. Và những cái giá trị mà mình mang lại từ cái công việc của mình có thể là một công việc khá là nhạy cảm. Trước đây thực sự là mình, khi mình nghĩ đến lợi nhuận thì khi mà mình đối diện với bất cứ một ai, mình thực sự rất khó để giới thiệu. Nhưng khi mình hiểu rằng mình đang mang lại cái giá trị gì cho cái xã hội này thì mình rất là tự tin, và mình có thể giới thiệu với họ về cái lĩnh vực mình đang làm. Cái giá trị thứ nhất đó là cái giá trị đem về cái sự giải trí cho tất cả những người đồng bào Nhật Bản sống tại Việt Nam. Họ dường như là làm việc từ 16 đến 12 đến 16 tiếng đồng hồ một ngày, và họ cần những cái quán của mình để giải trí, để uống một ly rượu và để về giải trí. Cái thứ hai đó là mình tạo ra một cái công việc làm thêm cho các bạn sinh viên nữ. Cho các bạn sinh viên nữ mức lương từ 8 triệu đến 20 triệu một tháng. Và từ cái giá trị đó thì mình đã set up thêm một cái chương trình đi từ thiện hàng tháng của công ty. Thì từ cái việc đi từ thiện hàng tháng đó, tại vì cũng chính mình từ cái việc đi từ thiện mình nhận ra cái giá trị đó, thì mình muốn các em của mình phải trực tiếp đi từ thiện, tức là của ít lòng nhiều, để nhận ra cái giá trị đó và
làm việc được tốt hơn thì mình xin hết, đó là cái chia sẻ của mình. Kinh nghiệm để vượt qua cái khó khăn thì Thiện có hai ý như sau. Thứ nhất đó là về cảm xúc, thì thứ nhất đó là phải xây dựng cho mình cái mô thức về cảm xúc, đó là vấn đề nó chỉ là vấn đề thôi, đừng có để nó đè mình. Mà không muốn nó đè mình thì phải học để trèo lên nó, thì đó là phải kiếm một cái gì đó để học. Và tới gặp vấn đề thì cứ cười thôi, đằng nào nó cũng tới thì thôi, tới trước đi khỏi tới sau. Đó là cái thứ nhất là điều khiển cái trạng thái của mình. Cái thứ hai đó là về cái cách làm á, để vượt qua được vấn đề đó, thì nếu các bạn muốn khởi nghiệp thì phải xây dựng cho mình và phải tập hợp cho mình đầy đủ và càng nhiều càng tốt những cái mô thức kinh doanh, những cái công thức kinh doanh và những cái câu nói kinh doanh càng nhiều càng tốt, để cho giúp cho mình có một cái bề dày, khi nào mà đụng vấn đề thì nó sẽ giúp cho mình bật ra và vượt qua được cái vấn đề đó. Đó là cái câu nói và những cái mô thức, đó là những cái rất quan trọng. Và ví dụ như Thiện có hàng ngàn câu nói và hàng trăm cái công thức để vượt qua từng cái giai đoạn khó khăn của mình. Xin cảm ơn. Suốt quá trình mình kinh doanh thì mình lại gặp rất nhiều là khó khăn, vất vả cũng như là những cái thử thách trở ngại á, nhưng mà cái bản thân mình luôn tâm niệm cái một điều là giống như là cái để trở thành được một viên kim cương thì nó phải chịu áp lực rất lớn của lòng đất, thì bản thân mình cũng nghĩ như vậy. Để trở thành một cái người mà thành công, mình phải chịu áp lực, mình phải bị những cái rào cản, những cái khó khăn rất lớn, thì mình sẽ vượt qua nó, mình sẽ vô cùng mạnh mẽ, mình sẽ trở thành mạnh mẽ hơn, mình sẽ trở nên thành công hơn. Thì đó, cho nên mình không có bao giờ mình lo sợ, mình sợ hay mình ngại những cái khó khăn trước mắt mình. Và cách để mình vượt qua nó đó là mình luôn luôn có bên mình những cái người bạn, đó là những cái người bạn đồng hành của mình, bè lũ của mình, đó là những người doanh nhân, những người rất tích cực, họ sẽ đứng đằng sau mình, hỗ trợ mình và họ truyền năng lượng cho mình, giúp cho mình những lúc mình khó khăn, những lúc mình bị vấp ngã thì họ luôn tiếp cho mình những cái năng lượng, giúp cho mình là có niềm tin hơn để mình vượt qua những cái khó khăn đó. Và mình luôn có được, giống như là khi mình bước vào lĩnh vực kinh doanh này thì mình có cho mình được một người thầy, đó là thầy Nguyễn Thái Duy, và luôn giúp mình là những cái lúc mà mình bế tắc, những lúc mình khó khăn, để thầy có thể là hỗ trợ mình, chỉ hướng đi cho mình để giúp mình vượt qua những cái trở ngại đó một cách dễ dàng hơn. Đó thì đó là cái phần chia sẻ của mình, đó là những cái cách mình vượt qua những cái khó khăn, gặp trở ngại. Xin cảm ơn. Cũng giống như các bạn thì khởi nghiệp là kinh doanh, còn bản thân mình xuất thân từ gia đình kinh doanh, nhưng mà mình lại hoạt động trong nghệ thuật, thì đến với kinh doanh là gặp một số những cái vấn đề khó khăn khác hẳn là khác với các bạn. Nhưng mình muốn chia sẻ với các bạn để giải quyết những cái vấn đề khó khăn. Thì đối với mình, vấn đề khó khăn lớn nhất của mình đó là thử thách chính mình. Mình đã vượt qua thử thách chính bản thân mình để mình bước vào kinh doanh. Thì cái khó khăn lớn nhất đối với người kinh doanh, mình hãy coi những cái vấp ngã, những cái thất bại, và qua đó mình phải đúc kết những cái kinh nghiệm để mình có thể tự chính mình lập nên những cái bài học về sau cho chính bản thân mình. Tại vì trong số chúng ta, những ai vấp ngã, những cái bước sai của mỗi người đều không giống nhau. Do đó mình thấy rằng chính bản thân mình cần phải có cái sự tự tìm cái lối đi của mình. Khi khó khăn thì có thể cùng nhau chia sẻ, nhưng chính nhất là vẫn là bản thân của mình. Một lần nữa chúng ta vừa mới nghe những chia sẻ rất là chân tình, rất là thẳng thắn của các doanh nhân trẻ. Rất là cảm ơn các bạn đã có những chia sẻ như vậy, và anh Nguyễn Thái Duy đã cùng dẫn cái chương trình ngày hôm nay. Hy vọng chương trình này lần đầu tiên được làm với các bạn như vậy, cũng không phải là lần cuối cùng. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, kể cả trực tiếp hoặc là qua mạng xã hội, để đem lại cho những người khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ có đầu óc mong muốn kinh doanh, những kinh nghiệm rất là sống động. Chương trình sẽ chấm dứt tại đây và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới. Xin chào mọi người.